Với con quẹo nữa thôi. Lên Phúc nữa đi. Thì đúng rồi đó. Ủa sao chợ gì lột bảy hết rồi. 200 mét nữa sẽ phải vào Lý Nam Đế. Sao? Ui, xe cái gì? Lý Nam Đế. Xe cái gì mà đẹp quá vậy? Để phải hả? Chưa đó đâu, phải đường Lý Nam Đế đâu. Xe thử coi gần chưa. Ui, được chơi kìa. Còn không được mua đồ chơi đâu. Khi nào Long có... Châu. Cái ông mà mua xe cho con ông đó, ông nhà ông có 4 nhà thuốc tây với Bà Rịa. Nhìn con cái, nhìn chú là biết thấy có tiền hả? Chú nói hả? Chú bán thuốc tây hả? Ừ. Xưa là ông làm bên may mặc, cái ông bỏ ông theo ông làm theo vợ luôn. Vợ bà là bán thuốc, vợ ông bán thuốc, ông theo vợ làm mấy chục năm. Vợ phải bà, Lý Nam Đế. Rồi, nãy anh Nam chỉ sao nữa? Tới bưu điện đúng không? Bưu điện chưa? Rồi, vợ phải Lý Nam Đế là tới bưu điện á. Trong đây là chỗ đó nè. Ờ, đúng rồi con. Đậu xe. Bưu điện Hóc Môn á. Ba. Thấy không? Đúng rồi đó. Điểm đến của bạn bên hông nó có cái đường Tăng Thứ Nhì, Tăng Nhì. Chạy xuống đi, nhìn lên đó, đường đó quẹo trái quẹo phải. Mình nhớ là Tăng xuống Thứ Hiệp hay quẹo trái, ta nhớ là quẹo trái là đi đó. Đó, Trần Thân Tân Hiệp á, quẹo trái đi. Quẹo thị trấn Tân Hiệp. Trời, nhà ảnh đúc xa. Ba làm như xe đua. Như xịn lắm mà. Xịn lắm mà sao. Đường này xuống nhà chị Trinh này không biết. Thì ba kêu nhà ảnh gần bên mà. Gần bên thì chạy xuống nhà chị đó. Này cái gì? Nói gì? Cái nhà đẹp quá kìa trời, như rộng như trời. Con dưới đây là xưa ta mua là phải vậy chứ, không lại. Đã con nó đã mà. Ờ, hèn chứ mẹ thấy, mẹ kêu thì nhà con hạng nó quay trên ấy, mẹ thấy nó rộng. Rộng gì mà rộng. Nhà nó còn nguyên vườn trái cây. Lạnh tay quá à, tắc quê. Để mình kêu gì, Tân Hiệp. Lạnh quá à, tắc quê lạnh ơi. Thị trấn Tân Hiệp. Ngay chỗ cái bưu điện quẹo trái. Lắm quá. Cảnh ơn. Dạ, anh ủa em quẹo cái đường xưa đi xuống nhà chị Trinh đó là chỗ kế bên là anh ủa nhà này kế bên nhà chị Trinh đúng không? Thì em đi đường. Thì bây giờ em đang ở đường thị trấn Tân Hiệp nè, em sợ đi lố. Em tới đèn xanh đỏ chưa? À, tới đèn xanh đèn đỏ rồi. Chua mẹ. Chua cao. Cao rất kia luôn. Dạ. Rồi tới đèn xanh đèn đỏ đúng không? Là có cái em... Ba. Ba trăm rưỡi, 400 mét. Ghê luôn sao? Phía bên trái có ngã ba rồi này. Dạ. Đây cũng là chùa. Dạ. Dạ. Có đây nhiều chùa dạ. Rồi mẹ. Rồi ở đây mới vô, mới đúng là ở quê nữa nè. Sành đỏ hả? Đang có sành đỏ nữa hả ta? Đi đúng không? Phải hỏi đường thị trấn Tân Hiệp anh nói đúng không? Đúng rồi, thị trấn. Thì cứ chạy đi, chắc là phải anh phải biết đường nhà anh chứ. Trời ơi, nè, Su vô đây mua cho Su nè. Su lớn thì Su mua miếng đất đây, Su xây nhà, Su ở này Su. Ừ. Không à. Đây vậy? Rồi nó có lớn đâu, nhỏ hoài.
sao ông lớn rồi phải lớn lên chứ phải nuôi. Ủa mà con cao anh trường hả? Hình như là vậy á. Mai vô đo đi sao mày biết. Nhưng mày cũng như con mày ở Sài Gòn mà. Ừ, nhưng mà có một điều trên đây quá trời chùa. Quá nhiều chùa luôn á. Có cơ chùa đó hồi nãy mẹ ơi. Ừ. Rộng này sao? Ủa trời, đất này mà ở dưới nhà mình chắc không biết. Nếu mà không có cỏ gì hết thì qua đèn xanh đèn đỏ 300-400 mét gì phải không? Ừ. Mưa rẽ trái phải không? Ừ. Chỗ này nhà. Cái cành này thì gãy rồi. Bao xe dữ chứ xe mình đâu. Con tổng xe chúng ta. Chúng ta cái đường vô nhà chính từ nào quên bà. Ôi, trong đó là cái gì vậy? Trong Rốt bãi, rất trong. Ở đây người ta không đợi nón bảo hiểm luôn á. Nãy giờ thấy quá trời người luôn á, phải một người, hai người đâu. 300-400 mét thôi, đi dữ vậy. Đó, có cái đường anh em kêu đang làm. Đường đang làm. Đây, đường này, đường kia. Đường mà quẹo trái mà. Đường này. Phải không? Rồi anh hỏi cái bảng thôn Tây 2 xã Tân Hiệp không? Chứ sao anh kêu 300-400 mét nhưng mà phải quẹo vô đường nào mình mới biết được chứ. Chứ nói không. Má ơi, con mất kẹt rồi. Má ơi, con mất kẹt rồi. Dơ đồ ta. Kìa, có cái nhà đang làm chứ không phải là cái đường mà. Vậy thì đúng rồi, xả điện. Con tiền ảnh. Ủa anh nói cái nhà đang làm đúng không? Hay là cái đường đang làm? Ủa em mới qua đèn đỏ đây, mới qua đèn đỏ cũng được chắc 200-300 mét nữa nè. Mà sao? Chỗ bên có cái nhà lớn lớn đằng sau đó phải không? Dạ. Thôi mình chạy lên tiếp đi. Dạ anh chưa thấy, rồi để em đi khúc nữa thôi. Dạ rồi. Chỉ cái đường đang làm, ba con kêu cái nhà đang làm. Bởi vậy bữa sau mỡ lớn, mỡ la lớn nên ta nghe, ta phụ cho không chịu nghe mình đi rồi không biết đường đi. Xe gì mà mẹ biết không? Xe ngồi cái gì mà có bốn bánh à? Có bốn bánh. Chú mới đi thấy không? Không. Con không có đường. Đường đang làm ở đường đó không? Đường đang làm đây nè. À ngã ba. Không phải. Bên tay trái. Đây nè. Thôi con có nhìn bên tay trái, đường đang làm bên tay trái mà. À. Đường đang làm. À, trói. Ừ. À, xuống này nè, xuống này chắc có gì. À đây đây, đường đang làm rồi. À đó. Đường đang làm. Chạy vô bao nhiêu nữa? Ba. Đi con khúc là thấy ngã ba nó quẹo trái tới. Đường đen làm ở đâu? Đường đen làm ở đâu? Nó làm từ đây nó làm ngược lại hết ta. Sao giờ hỏi ai? Chị vợ anh số trên xe. Ở trên này nó làm đó, đường bảy ngã ba đó. Đường à, có vỉa hè làm rộng ra nè. Để mấy cái ủng nó đi. Tối